Cả nhà thân mến, hãy bắt đầu tuần mới cho thực đơn của gia đình mình với món canh dưa leo thật thanh mát cùng kênh Ghiền Nấu Ăn và Duyên Nguyễn nha. Em dùng nửa ký dưa leo. Mình xắt dưa leo thành những khúc ngắn từ 2 đến 3 cm. Tiếp đến em khoét bỏ ruột dưa đi. Dùng 200g tôm tươi. Mình cắt rời phần đuôi. Cắt bỏ đi phần nhọn ở đầu tôm. Lột bỏ vỏ phần đầu. Rồi em cũng cắt rời và để riêng. Tiếp theo cả nhà lột sạch vỏ tôm và lấy chỉ tôm ra nha. Làm sạch tôm rồi thì em xắt nhỏ phần thịt tôm này. Phần nhân nhồi dưa leo, ngoài tôm tươi ra, em sẽ dùng thêm 100g thịt nạc heo xay. Dùng 3 gốc hành lá và 1 tép tỏi đem băm nhỏ để ướp tôm thịt. Cả nhà lưu ý là lượng hành tỏi mình chỉ nên dùng một lượng nhỏ thôi để làm thơm nhân. Đừng ướp hành tỏi nhiều quá sẽ làm át đi hết hương vị thanh mát vốn có của dưa leo. Em nêm 1/4 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng ăn canh nước mắm 25 độ đạm, xay vào nửa muỗng cà phê tiêu. Mình trộn đều cho nhân tôm thịt thấm gia vị rồi nhồi nhân vào dưa leo. Cả nhà lấy phần đuôi tôm nhồi vào cho đẹp nữa nha. Em nấu sôi 1 lít nước. Phần đầu tôm chứa nhiều gạch nên em cho vào nấu để lấy nước ngọt. Rồi mình thả dưa leo nhồi nhân tôm thịt vào. Còn dư chút xíu nhân thì em vo viên cho vào nồi canh luôn. Gia vị nêm nếm, em dùng nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm. Giờ thì mình chỉ cần nấu cho nước trong nồi sôi nhào trở lại một lần nữa là được. Trước khi tắt bếp, em rắc vào chút hành lá cho thơm canh. Trăm thứ canh không có hành là không ngon đó cả nhà. Những khoanh dưa leo xanh ngắt, nhồi nhân tôm thịt ngọt thơm đỏ au. Canh dưa leo sẽ giúp cả nhà cảm thấy rất ngon miệng trong bữa cơm và khá là mát mẻ cái bụng nữa. Kênh Ghiền Nấu Ăn và Duyên Nguyễn mến chúc cả nhà một tuần mới nhiều thuận lợi và nấu canh dưa leo được vừa ý nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!